Xin chào mọi người. Ở video này mình sẽ hướng dẫn sử dụng ProSoul cơ bản. Giờ đây mình sử dụng đó là ProSoul 9.0 nhé, bản 9.0. Bây giờ mình sẽ mở lại cho các bạn coi ProSoul Dust. Đây, nó hiển thị này, version 9.0 này 3782 ha. Thì bản này có thể xuất được video 4K nhé. Rồi, thì trước tiên bây giờ mình sẽ hướng dẫn chỉnh sửa video và ad ảnh như thế nào. Thì các bạn có một cái file cần chỉnh sửa, đây là một file video, đây là một cái file video của mình nha. Lưu ý là không sử dụng cái tên tiếng Việt nhé, các bạn nên chuyển hết sang tên tiếng Anh ha, nhớ sửa lại là tên tiếng Anh. Khi các bạn add tên tiếng Việt vô thì sẽ không add được vào video. Mình sẽ làm thử cho các bạn coi. Đây mình sẽ add vô bằng cách mình kéo vô đó, nó hiện thông báo là này, có một cái lựa chọn gì đó file không phù hợp này này đó, nên các bạn phải chuyển hết sang file tiếng Anh nhá. Rồi, gọi là file không dấu ấy. Thì để add vô ấy, thì các bạn có thể nhấp nút vào đây, các bạn có thể chọn trực tiếp ở trong file, trong trong list đây, nhưng mà theo cách của mình thì nó đơn giản thôi, chỉ việc kéo vào thôi. Thì các bạn thu nhỏ cái phần mềm lại và bắt đầu kéo cái này vô đó. Các bạn kéo muốn kéo bao nhiêu thì các bạn kéo hết vô trong đây ha. Đó, file nó đang chạy này, các bạn nhìn thấy tỷ lệ phần trăm này đó. Thì đó, với hình ảnh cũng tương tự vậy nhé. Đây mình có làm ra một cái hình ảnh thì mình cũng làm tương tự, mình cũng kéo vô đây. Rồi, thì sau khi mà kéo file vô xong rồi thì mình sẽ tiến hành chỉnh sửa đi ha. Thì ở đây giao diện bên ngoài các bạn nhớ là cái ở giữa giữa này, cái ngăn cách ở giữa này này là cái hiệu ứng. Thì thường thường mình ít khi sử dụng lắm, tại vì dùng hiệu ứng ở trên cái phần mềm ProSoul này nó sẽ bị độ trễ, nó trễ mất của video đi một chút. Thì các bạn có thể sử dụng thì các bạn sửa lại ở đây, các bạn chọn thời gian. Lưu ý nhé, thời gian có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Nói chung là thời gian 3 giây, 5 giây, 7 giây gì đó, tùy các bạn cảm nhận của cái video mình chỉnh sửa thôi. Và mình sẽ test thử cho các bạn coi. Đây, mình chọn hiệu ứng nhé. Nhấn vào cái này này. Đó, nhấn một cái, click cái vô. Nó sẽ hiện lên các loại hiệu ứng ở đây ha. Mình sẽ hiện hiệu ứng này đi. Tầng, 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 tầng này đi. Mình sẽ mở thử nhá. Đây, các bạn để ý bên khung hình bên đây thì lưu ý nhé, khi mà mình mở chú ý là để cái chế độ thu nhỏ này này, nếu các bạn bật to lên này đó, nó sẽ phóng ROM ra màn hình ha. Mình ấn Asset, ấn ESC ở trên góc bàn phím để nó thoát ra. Nếu các bạn nhớ đóng cái này đi để dễ coi. Rồi mình sẽ mở các bạn coi thử khi mà nó chuyển hiệu ứng nó sẽ như thế nào. Đây các bạn nhìn này đó, thấy không? Thì khi mà nó chuyển hiệu ứng thì nó sẽ bị lấy vô cái hiệu ứng, cái thời gian của hiệu ứng này nó trễ của cái video mất độ khoảng 3 giây đó, mình đặt bao nhiêu giây thì nó trễ bấy nhiêu giây. Đây, đây là video, thời gian của video thì nó hiển thị ở đây, còn đây là thời gian của hình ảnh. Ví dụ như mình muốn hiển thị cái hình ảnh này trong vòng bao nhiêu giây đó, 5 giây cái là cho nó hiển thị trên màn hình ấy, 5 giây, 10 giây gì đó, 10 giây gì đó, thì các bạn chỉnh sửa ở đây, nó có chỗ thay đổi thời gian ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào đó là chỉnh sửa video. Mình sẽ mở lên bằng cách nhấp đúp chuột vào cái file video mình cần mở nhé. Đây này, click đúp chuột vào cái file này thì nó sẽ mở lên cho các bạn. Ra giao diện như thế này. Ở đầu tiên thì nó ra diện, giao diện là layer setting ha. Các bạn nhớ là cái file nó phải được chọn vào đây nhé. Ví dụ như các bạn chọn lên đây thì cũng không phải ha. Lưu ý là video mình nó nằm ở dưới đây này, đó phần layer này, và phải hiển thị lên nhé. Các bạn tắt rồi bạn sẽ không nhìn thấy được cái phần video của nó. Thì cái phần mục cơ bản ở ngoài này mình sẽ hướng dẫn cơ bản thôi, tại vì hướng dẫn chi tiết rất là lâu, mất thời gian. Thì ở phần đây là phần chim, cái cơ bản nhất. Chim to hay chim nhỏ thì nó nằm ở đây. Chim nghĩa như thế nào? Là các bạn khi mà các bạn muốn cắt xén đoạn video đó, chia làm bao nhiêu khúc đó, hoặc là có những cái đoạn video thừa thì các bạn sử dụng là lệnh chim. Chim là cắt đấy. Chim nó tương đương với cắt. Đấy, ví dụ mình cắt đến đoạn này, còn đoạn sau này, hoặc là video mình bị lỗi ở cái đoạn giữa giữa này, nhưng nhớ mình xem nhé, mình có thể kéo này, nó kéo từ từ mình xem theo video.
hoặc là các bạn có thể mở chạy, nhấn vào đây để cho nó chạy video mình xem. Thì khi mà các bạn muốn dừng lại đoạn nào, các bạn nhấn vào đây này, đó, nó sẽ hiển thị cái thanh này. Cái thanh này có thể di chuyển được nhé, nhưng mà khi các bạn coi ví dụ như đến đoạn đây thì nó bị hư, bị lỗi á, mình sẽ kéo cái thanh này lại một chút xíu. Đó, khi mà nó nằm đây rồi, đúng không, thì các bạn sẽ kéo đến cái đoạn đây đó, đến cái đoạn cái thanh này, nó kiểu như là thanh định hướng, thanh định mốc cho mình á, để mình di chuyển thanh thanh chạy 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 video đó. Rồi thì khi mà kéo đến đó là cái đoạn video ok rồi, đúng không? Thì đầu này các bạn cũng kéo tương tự nhé, ví dụ như muốn kéo cắt vô một đoạn đó thì các bạn kéo vô trong một chút đó, thì kéo vào trong như thế này. Rồi đến đây là sau khi xong, bạn lưu ý nhé, khi có một số cái trường hợp nó sẽ to như thế này này, cái ROM của nó rất là to, các bạn để ý cái thanh ROM của nó nhé, các bạn kéo xuống mức vừa đủ để các bạn chỉnh sửa ha, nó phù hợp với lại tay chuột của các bạn. Để khi mà xong rồi thì các bạn nhấn OK. Sau khi ra rồi thì nó cắt một cái phần của cái video đó, thì nó sẽ còn một khoảng thời gian, đây là thời gian mình đã cắt ra được, cái thời gian mình chọn đó, nó sẽ nằm khoảng 3 giây ha. Thì sau khi xong các bạn nhấn OK, các bạn sửa đây là số 3 nhé. Thì trước khi bạn chỉnh sửa, các bạn nên là copy cái file này, copy cái file gốc này này, đó, copy cái file gốc này này, Ctrl C, Ctrl V. Thì khi các bạn copy cái file gốc, các bạn dán ra thì các bạn chỉnh sửa cái file trước đó. Và tại vì nếu mà các bạn có nhiều đoạn muốn cắt đó, thì mình sẽ lại làm tiếp ở những cái video mình phát bên sau này, nó dễ. Rồi thì tương tự như vậy, thì mình muốn lấy cái đoạn sau mình cũng nhấn nút chuột vào cái video sau này. Khi mà chọn cái file gốc đó, thì nó sẽ hợp lý hơn, nó dễ căn hơn. Cái file sau thì nó hơi là nó bị nhảy ấy, nó nhảy một số với lại cái đoạn mình cắt á, nên mình kéo lại nó cũng hơi mất công. Đây, ví dụ như cái thời gian này này, bây giờ mình nhấn vô lại chim này, đó, thấy không, nó kéo, bây giờ mình sẽ kéo lại, nó cũng hơi phiền phức, kéo đi kéo lại nó không có được mượt cho lắm, thì mình sẽ phải kéo lại này, đó. Như cái lúc đầu như thế này thì mình chọn tiếp theo đến đoạn bao nhiêu giây này, các bạn để ý số giây nhé, thì mình làm tiếp tương tự vậy thôi, hoặc các bạn có thể xem video, nếu chịu khó xem video thì nó sẽ mượt hơn, nó chuẩn hơn. Xem đến đâu đó nó hư, đoạn nào xấu đó thì các bạn cắt thôi. Rồi thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, ví dụ đến đây đoạn này cắt cắt thì mình sẽ cắt đi ha, thì cắt chủ yếu là cái ROM này đó, như nãy mình nói đó, phần ROM này kéo nó xuống cho nó dễ. Rồi ok, thì cũng làm tương tự như cái đoạn này là 11 giây, các bạn cũng ok ra, ok ra ngoài này, các bạn sửa đây là 11 giây nhé, 11 giây. Ở đây nó có chỉnh được cái dây phẩy, dây và kèm cái số thập phân ở sau, thì tùy theo cái đoạn video các bạn cảm thấy cái xem mà trong cái đoạn cắt nó bị hững hững á, thì các bạn có thể chỉnh lại số dây ở đây, chỉnh lại số dây đây này, ví dụ như 11,1 và 12 á, để mình kéo thêm cái đoạn hay của nó á. Tại vì nhiều khi mà chỉnh trong đây thì nó mình chỉnh kéo ra một chút nó không có hiển thị là 11 phẩy mấy, cho nên mình phải tự căn, mình tự chỉnh thôi. Rồi cái mục tiếp theo thì mình muốn hướng dẫn đó chính là cái speed này này, speed này, speed là tốc độ của video, nghĩa là mình muốn tua hay là muốn chậm, làm chậm video này đó. Những cái đoạn gay cấn, đoạn diễn ra gay cấn các bạn có thể làm chậm lại của video. Thì khi các bạn chỉnh speed này thì cái âm thanh nó sẽ bị mất nhá, đây khi mình để 100% là âm thanh còn, nhưng mà khi mình chỉnh speed nhá là âm thanh nó sẽ bị mất, tại trong đây nó không có kéo theo cái chất lượng của âm thanh, nó không kéo theo âm thanh, khi đó nó sẽ âm thanh nó sẽ về không này, các bạn nhìn thấy nhé. Đó. Thì cái này nó giảm được, nếu mà chậm nhất có thể, mức chậm nhất này thì nó sẽ giảm được một tỷ lệ 1:1 đó, còn nếu mà bạn tăng hết cỡ thì nó giảm được một nửa. Ví dụ như video của mình có 10 giây thì nó giảm được tốc độ, nó giảm được một nửa là nó giảm được khoảng xuống còn 5 giây ha. Đây, volume này, âm lượng thì các bạn cũng chỉnh tương tự, âm lượng to hay âm lượng nhỏ, nhưng mà đa số sử dụng là âm lượng nó nhỏ xuống, còn nếu mà các bạn kéo to lên có thể nó sẽ bị rè. Rồi đây là phần cơ bản thì mình đã hướng dẫn xong, rồi tiếp tục mình sẽ sang cái phần adjustment này nhé. Phần adjustment này là cái phần mà chú ý đến cái phần khi mà các bạn quay video, các bạn sẽ bị mắc một cái lỗi đó là quay đứng video,
hoặc là khi mà đang quay ngang thì các bạn sẽ quay cái video sang dạng đứng, nó sẽ bị xoay cái khung video á. Thay vì video nó đang nằm ngang cái này, các bạn xoay đứng lên thì các bạn có thể chỉnh ở đây. Ví dụ như nó muốn nó xoay này, đó, 90 độ hay bao nhiêu độ đó, nó nằm ở đây ha. Rồi, ở đây thì cũng không có gì đáng chú ý hết, các bạn không cần chỉnh sửa gì, để mặc định là ok nhất. Và tiếp theo nữa, phần filter là phần hiệu ứng. Đây là hiệu ứng đầu của video, các bạn muốn cho video nó chạy như thế nào, chạy nhanh chậm hay gì đó, nó nằm ở đây. Còn đây là hiệu ứng ở mà giữa video, khi mà chạy đến qua cái đoạn mở đầu này thì nó sẽ đến cái đoạn này. Rồi tiếp theo là cái phần cuối cùng, thì các bạn có thể add thêm, lên mạng tham khảo thêm một số cái hiệu ứng đẹp thì các bạn tải về. Rồi tiếp theo nữa là effect là cái phần này, nó gọi là cái phần cũng gọi là cắt video này, các bạn nhìn thấy không, này, cắt muốn cắt đến đâu nó cũng tương tự. Thì cái chỗ đây là mình sử dụng bên kia rồi, nên phần này mình cũng ít sử dụng, mình chỉ dụng, chủ yếu là sử dụng cái phần về chữ caption á thì mình sử dụng nhiều hơn. Rồi thì mình giới thiệu tới đây thôi, tại vì thời lượng video nó hơi dài cho nên mình chia ra cho nó bớt dung lượng, thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn tiếp tục những cái phần còn lại cho các bạn.